Nếu mà trái tim của các bạn ấy đang trống rỗng vì chưa có người yêu Thì đấy là lỗi của các bạn Nhưng mà nếu chiếc bụng của bạn trống rỗng ấy Thì đấy chắc chắn là lỗi của con bạn thân rồi Bởi vì nó không rủ bạn đi ăn Và đặc biệt là cái đôi bạn thân nào mà còn đam mê gà với cả phô mai nữa ấy, Thì nó phải gọi là hết ý Điều tuyệt vời ở tình bạn là gì? Hai đứa béo nhưng mà một đứa dám rủ thì một đứa vẫn dám ăn Mà tôi có một cái niềm tin rất mạnh liệt với những cái quán gà Mà nó làm ra kiểu phong cách Hàn Quốc nhá Ăn nó cứ bị ngon thế nào anh em ạ Mà chảo gà UFO như trong hình 380 nhá. Thật sự là phải nói anh em nào mà thèm phô mai như tôi nhìn cái quả chảo này chắc chảy hết cả lúc miếng tôi hỏi chị nhân viên thì chị nhân viên bảo là cái phô mai này nó kết hợp hai loại là che đát với cả mozzarella thành thử là quyện vào nhau và kết hợp lại vừa kéo sợi được mà ăn lại vừa đậm đà và nói thật với anh em mà giá mà tôi có cái khả năng mà biến calo thành trí thông minh thì có lẽ là iq của tôi này giờ ông ít ra ngót nghét phải tầm hai nghìn rồi mà ăn kiểu hàn quốc thì đương nhiên phải có cả tobuki rồi đây là rô tobuki không biết là có tí hoa hồng nào không nhưng mà ăn siêu ngon luôn không phải bàn cãi nếu mà ngấy quá thì làm tí salad cũng được